Bay rồi, bay rồi, Bắt đầu rồi. rồi. Thấy em không vào đây đã bay rồi. Không tới chứ bay mà. Tới bên này nó không đủ đà đã bay rồi mà. Nó lỡ đà nó đâm đầu rồi. Cái tội không bằng cái phước. We rushed to the top to sing. Now we're left with memories and chơi cái thằng bằng xong bây giờ mình cũng học theo tư gáy của nó luôn. Cũng là gáy to. học cái gì học ba cái vớ vẩn cái hay không học ba học cái vớ vẩn học vớ vẩn ấy à nhà đôi có ai có giáp ba cho xin cái có tao bằng rồi. tí tao tao mua tao cho này 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 tao nhà một đồ tao mua tao cho này xin câu nghe trắng trợn chơi cháo với anh. Anh có cúp 6 cho xin cái. Hết cúp 6 rồi nhá tròn. Ok. Đang thừa hai cán thu thì chẳng biết làm gì. Một đồ đi. Còn chưa có 4. Hôm qua chờ mấy giờ ấy? Hôm qua 12 giờ. Xe đạp loanh quanh xương phố. Không bằng vô đây không đi làm à? Đi rồi. Làm gì? Tại nhà. Mà ta không thích đi đây, sao? Đây làm gì vậy bằng? Ta không thích đi làm, ta không thích trả lời đấy. Xạo nữ. Bạn nói đi, tại sao tôi phải trả lời bạn? Xạo nữa. Bạn là gì? Bạn là cái gì? Tôi phải trả lời. À, vô bạn là đây cái gì? hỏi thôi cái gì Bạn là cái anh gì em hỗ mà bạn trợ đòi nhau hỏi làm tôi? thôi.